Em xin chào tất cả các bác yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là Chủ nhật và là ngày 13 tháng 8. Em chúc tất cả các bác thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Trong video ngày hôm nay thì em dựa trên cái nội dung mà khá nhiều bác hỏi, đó là cây hiện tại khi mà mua về thì hay gặp tình trạng bị sốc thuốc hay là gọi là ngộ độc, hoặc là trong cái quá trình mình trồng, mình chăm sóc, mình thực hiện phun phân, phun thuốc là bị quá đà, quá tay, dẫn đến tình trạng là cây bị chững lại và mang, hoặc là mang một cái tình trạng là cây là bị rụt lại. Đó, thì trong những trường hợp này thì mình xử lý như thế nào? Thì em xin chia sẻ trong cái video về cái cách sử dụng B12 để thực hiện giải độc cho cây các bác nhé. Video này thì cách đây hơn 4 năm em đã thực hiện chia sẻ ở trên trang YouTube của mình rồi, và hiện tại bây giờ cũng đã 100 mấy chục ngàn các bác thực hiện xem. Tuy nhiên hơn 4 năm trời thì video bây giờ tìm kiếm cũng hơi khó, cho nên em dựa vào một số bác vừa hôm qua mới hỏi em về cái tình trạng cây bị độc, thì em sẽ làm lại cái video này để cho chúng ta cùng có một cái nội dung thêm đặc biệt dành cho những bác mới chơi lan, để cùng nắm được cái cách mà mình sử dụng B12, mua B12 loại nào, pha chế làm sao và liều lượng cũng như là mật độ sử dụng như thế nào để cho nó đạt được cái hiệu quả cao nhất trong cái việc giải độc cho cây. Thì em mời các bác xem video này các bác nhé. Điều đầu tiên mà các bác cần phải nắm được đó là trong những cái trường hợp nào thì cây của chúng ta bị ngộ độc hay là rối loạn, bị sốc thuốc. Thì như thế này các bác ạ, đối với một cái cây lan khi chúng ta chăm sóc ở vườn một cách tự nhiên, không sử dụng phân thuốc, thì cái việc này thì cây sốc hoặc là rối loạn thì rất là ít, bởi vì chúng ta không có sử dụng phân thuốc và lấy cái môi trường tiểu khí hậu làm nòng cốt, thì cây nó sẽ tự nó vận động để nó hấp thụ những cái dưỡng chất ở cái môi trường tự nhiên, thì cây rất là khỏe và cũng không có cái tình trạng bị rối loạn. Còn khi chúng ta tác động vào, ví dụ như là liều lượng phân thuốc mà chúng ta thực hiện pha mà không chuẩn, hoặc chúng ta sử dụng những cái phân mà được giới thiệu rất là kêu ở trên hệ thống mạng, thì chúng ta về chúng ta phun phân thuốc không có rõ nguồn gốc và chúng ta lại pha chế sử dụng cái tỷ lệ không chuẩn, thì dẫn đến là khi cây hấp thụ nó sẽ bị rối loạn các bác. Rối loạn thì có cái dấu hiệu như thế này, ví dụ như là khi chúng ta phun phân hoặc thuốc vào thì cây nó sẽ phát triển không bình thường. Đó. Ví dụ chúng ta nhìn thấy như cái này đang phát triển bình thường các bác, đó, không hề phân thuốc gì cả, rễ và mầm, lá, ngọn nó phát triển rất là tự nhiên, cây rất là khỏe. Nhưng mà khi chúng ta phun vào thì cái thân này nó không được như vậy nữa, mà nó sẽ rụt lại, đốt nó sẽ thân nó sẽ là gì ạ, to lên thì đốt nó sẽ ngắn đi và bản lá nó sẽ to, nó rụt lại và tạo thành một cái nhìn rất là dị luôn. Thì hiện tại bây giờ một số những nhà vườn người ta dựa vào cái phân thuốc và dựa vào cái nhu cầu của khách hàng thích về cái độc lạ, độc đáo và cái đẹp, thì người ta thường hay bán những cây rụt rịt hoặc là lá mít xu xiếc thì đấy, xếp nhau như thế là một bông hoa. Thì đấy không phải rằng là sự phát triển bình thường của cây, mà nó là cây bị rối loạn các bác. Khi nó rối loạn thì cái quá trình sinh trưởng của cây nó không bình thường, và nó tạo ra những cái tình trạng thể hiện qua cái trạng thái của cây đấy các bác. Nó gặp cái tình trạng nù rụt rịt lại thì nó sẽ chững và có thể gặp một cái tình trạng bị hư hỏng cây, hoặc là không mang lại cái giá trị một cái chậu lan một cách bình thường khi chúng ta chờ đợi cây ra hoa các bác. Những cái trạng thái mà nù rụt như vậy thì hiếm hoặc là rất khó ra hoa đấy các bác, tại vì nó bị rối loạn, nó không bình thường rồi các bác. Đấy là trường hợp thứ nhất các bác nhé. Trường hợp thứ hai mà khi chúng ta thực hiện là mua cây, hiện tại bây giờ cây bán ở trên mạng là rất là nhiều đúng không bác? Thường là những vườn làm theo kiểu trạng thái công nghiệp ấy. Công nghiệp có nghĩa là gì ạ? Người ta trồng lan trong hệ thống nhà kính, có điều hòa, có đầy đủ những cái thiết bị máy móc, hoặc là sử dụng phân thuốc rất là nhiều luôn. Thì khi sử dụng phân thuốc nhiều thì cây nó phát triển rất là mạnh. Nhưng mà khi mà chúng ta mua những cái chậu lan mà nó trưởng thành, nó to, nó đẹp, nó mơn mởn mởn về, thì tình trạng của cây đó là ngày một xấu đi, chứ không phải là ngày một đẹp lên được. Bởi vì gì ạ? Cái quá trình chăm sóc ở những cái vườn mà mang tính chất là công nghiệp á, thì quen cây, quen phát triển với cái nhịp độ, cái
hàm lượng dưỡng chất ở cái môi trường khí hậu nó mang tính chất là công nghiệp rồi, cho nên là khi mà chúng ta nhận những cái cây này chúng ta trồng chúng ta chăm sóc á, thì thường nó sẽ xấu đi chứ nó không đẹp lên được các bác, bởi vì cái điều kiện khí hậu môi trường của chúng ta rồi điều kiện chăm sóc phân bón của chúng ta thì nó khác đi, dẫn đến là cái quá trình mà mình thực hiện là chăm sóc tiếp theo nó sẽ gặp rất nhiều những cái khó khăn. Và đấy cũng là một cái trường hợp mà chúng ta cần phải sử dụng B12 để giải độc cho cây, để đưa cây về một cái trạng thái đấy ạ, bình thường, sau đó chúng ta thực hiện chăm sóc lại thì mới được. Cái trường hợp thứ ba đó là cây bị sốc nhiệt, sốc môi trường, là nó nằm trong cái trường hợp là gì ạ, khi chúng ta di chuyển cây từ khu vực này sang khu vực khác mà có cái vấn đề khí hậu nó khác biệt thì cũng có thể dẫn đến cái tình trạng cây bị sốc nhiệt. Thì trong những cái trường hợp mà cây mà có cái sức khỏe không tốt ấy, thì lại càng dễ gặp tình trạng này. Ví dụ như các bác mua cây ở một cái vườn A, khi chuyển về vườn B, trong một số những cái điều kiện về khí hậu thay đổi đột ngột hoặc là không có phù hợp với cái môi trường cũ của cây đó, thì trong một số những cái điều kiện như vậy thì cây nó có thể bị sốc đấy các bác. Khi mà cây bị sốc như vậy thì thường là nó sẽ chứng lại, ví dụ như là một tình trạng như thế này, cây đang chạy ngọn rất là bình thường đúng không các bác, chạy ngọn rất là bình thường, nhưng trong một cái thời gian ngắn thì chúng ta quan sát thấy cây nó không hề phát triển, nó không có cái sự thay đổi gì cả mà nó lại gì ạ, nó chứng lại sau đó nó phát ngọn sớm, thì đấy có thể cũng là một cái trường hợp mà cây nó bị sốc nhiệt, sốc môi trường dẫn đến bị chứng đó. Thì đấy là ba cái trường hợp mà cơ bản nhất các bác nhé. Như vậy thì thông qua những cái vấn đề có thể dẫn đến cây lan bị tình trạng ngộ độc, bị sốc, thì chúng ta cũng hiểu được các cái nguyên nhân dẫn đến, rồi là thể hiện qua những cái tình trạng của cây đang gặp phải, thì chúng ta sử dụng B12 hoặc dịch nha đam để chúng ta thực hiện giải độc. Em thì làm đơn giản nhất thì em sử dụng B12 các bác ạ. B12 này thứ nhất là mình dùng, thứ nhất giá thành rất là rẻ, cái thứ hai là mình sử dụng được rất là lâu và bảo quản cũng khá là tốt luôn, lúc nào cũng phải có cái này để phòng thủ ở trong vườn các bác. Để khi mà có những cái cây gặp một cái sự cố nào đó, hoặc là khi mình nhận cây ở một anh em nào đó thì chúng ta sẽ biết cách để xử lý. Thì thông qua một cái sự cố, qua vấn đề một anh bạn gửi cho em đây các bác này. Đây, anh bạn vào ngày em nhớ ngày 20 tầm khoảng 25 tháng 7 gửi cho em tặng em đây một cái ít giống mà em chưa có ở vườn. Thì sau 10 ngày em thì khi mà nhận được những cái này thì em không có vội vàng em trồng các bác nhá. Thì em cứ để ở cái môi trường như thế này các bác này. Đó. Thì khi đấy thì sau 10 ngày em thấy là gì ạ? Cái phần rễ nó hoàn toàn nó không phát triển nữa. Phần rễ đang có một cái dấu hiệu rất là xấu đi. Đây các bác thấy này. Rất là xấu đi. Lúc đầu nó xấu chứ bây giờ nó đang ra những cái rễ mới đó các bác này. Đó. Sau 10 ngày đó các bác thì gần như là rễ nó bị thui thui đen đen giống như cái này các bác này. Đó, nó thui thui đen đen như thế này. Và cây nó ngừng trong cái quá trình phát triển. Nó chững lại, các cái lá nó không có xòe ra. Đó, những cái mầm rất là nhỏ luôn này các bác này. Đó. Đó. Mà từ khu vực Hà Nội chuyển về thì nó sẽ có cái sự thay đổi rất là nhiều. Và trong quá trình quan sát 10 ngày thì em thấy rằng là không có cái thay đổi gì và cây đang dần một xấu đi, là em hiểu khả năng là cây đã bị tình trạng là bị sốc, rối loạn rồi. Thì sau 10 ngày đấy thì em sử dụng B12 này. B12 này thì giới thiệu các bác, đây là B12 nguyên chất các bác nhá. Dành thường là dành cho thú y á. Cho nên là khi mà chúng ta mua á, chúng ta đến trạm bảo vệ thực vật á, trạm thuốc bảo vệ thực vật á, hỏi mua cái loại này các bác này. Đấy, có những cái loại hạng dạng viên và có những loại dạng nước, nhưng mà theo quan điểm của em thì nên dùng cái dạng nước này thì nó ok hơn, nó đơn giản hơn, bảo quản tốt hơn, giá thành rẻ hơn. Đó, thì B12 lưu ý là B12 nguyên chất các bác nhé, chứ tránh trường hợp mà chúng ta mua B12 tổng hợp. Tổng hợp có nghĩa là ngoài B12 ra thì còn có nhiều cái loại vitamin khác nữa, thì chúng ta sử dụng như vậy thì nó sẽ mang lại hiệu quả rất là thấp hoặc là không có. Cho nên khi mua chúng ta phải nhớ rằng là B12 nguyên chất mua ở trạm thuốc bảo vệ thực vật là sẽ có các bác ạ. Khi mà chúng ta xác định được cây gặp vấn đề rồi thì chúng ta sẽ thực hiện là pha với cái tỷ lệ là 2ml cái B12 này với 1 lít nước, chúng ta lắc đều và chúng ta phun tầm 3-4 ngày chúng ta phun một lần. Đó, thì chúng ta sử dụng cái xi ranh này là tốt nhất các bác này.
Đấy, em cũng giới thiệu rồi, xi ranh này thì chúng ta thực hiện là lấy cái nắp này ra rồi là đâm vào và hút 2 ml, rồi sau đó là các bác thực hiện là pha vào nước rồi phun cứ 3 ngày đến 3 đến 4 ngày một lần, phun tầm 3 lần như vậy thì cây nó sẽ được giải độc. Và các bác thấy sau khi em giải độc xong rồi thì cây nó khác hẳn luôn. Đây, những cái mầm bây giờ xem lại cái hình ảnh ban đầu khi gửi á, thì em cũng không có nhận ra luôn. Đây, rễ hôm trước cái này chưa có rễ, bây giờ đã ra rễ rồi các bác này. Đó. Đấy, thực ra nó hôm trước thì nó là một cái mầm mới lên, nó chưa ra rễ. Cái này cũng thế này, hôm trước rất là nhăn nheo xấu và bây giờ thì rễ mới đã ra. Đấy, những cái đầu rễ này là mới. Chỉ một tuần là nó đã khác biệt rồi, nó đã ra như vậy rồi. Và nhất là cái này nó ra sau khi được giải độc thì nó ra tôi tủa tủa luôn. Hôm trước nó bị trứng. Đây các bác nhìn thấy đầu rễ là đã biết này. À, các đầu rễ nó trứng hết luôn, nó thun thun lại. Và bây giờ thì nó ra rất nhiều đầu rễ. Và rễ rất là đẹp luôn. Đó. Đang ra tiếp các bác này. Đấy, tình trạng cây bị độc đó các. Thì sau khi giải độc xong là nó phát triển lại như vậy. Kể cả cái đậy cũng thế. À, toàn là rễ, đầu rễ mới hết. Hôm trước là bị thun chột lại như thế này. Đây, đây. Đó. Thun chột lại như thế này. Và bây giờ mình xử lý thì là nó đang ra những đầu rễ mới. Và trước đó thì nó đang có độ thun rồi các bác này. Bởi vì em hiểu cơ bản là cái cây đang được trồng thì thực hiện là nhổ lên và đóng thùng gửi thì nó không tránh được những cái vấn đề đó. Thì bây giờ là chúng ta thực hiện là giải độc thì cây nó lại khỏe lại. Đó, những cái đầu rễ nó ra, kể cả cái nhỏ xíu nó đang ra. Như vậy thì gì ạ? Đối với những cái cây mà khi chúng ta nhận là chúng ta cứ nhận nha hẳn trồng để chúng ta để trên cái môi trường này theo dõi, quan sát. Rồi thấy rằng tình trạng của cây nó đã ổn rồi thì chúng ta mới thực hiện trồng. Thì đấy mới là cái quy trình để chúng ta thực hiện là hồi phục, chuẩn đoán tình trạng cây và xử lý nó sẽ kịp thời. Chứ còn nếu mà vội vàng đưa luôn vào chậu á, thì không biết điều gì đã xảy ra. Bởi vì mỗi lần đưa vào chậu rồi chúng ta xử lý nó rất là khó và khả năng quan sát nó sẽ mất đi rất nhiều những góc nhìn. Cho nên tốt nhất cây mới lấy về, nhất là những cái hàng kỳ hoặc những hàng rốc cây, thì khuyên các bác nên để vào, để nơi có độ ẩm cao, thoáng mát đó. Thì chúng ta sẽ xử lý của nó rất là kịp thời luôn các bác nhé. Trong quá trình thực hiện chơi lan thì chúng ta có thể không sử dụng phân thuốc. Có phân thuốc thì tốt, nhưng mà sử dụng là phải biết cách sử dụng các bác nhé. Có thể có thể không. Tuy nhiên em trong video này em cũng khuyên các bác là nên có một lọ B12 ở trong vườn. Bởi vì nó không đáng mấy. Thứ hai là trong một số những cái điều kiện cây mà chuyển mùa hoặc bị sốc nhiệt hoặc là bị rối loạn về phân thuốc thì chúng ta sử dụng B12 là một cái giải pháp rất là nhanh, hiệu quả. Có nha đam sử dụng nha đam, có B12 sử dụng B12, đây đều là cái cách để chúng ta thực hiện là giải độc cho cây các bác. Thì đấy là cái lời khuyên để khi chúng ta gặp một cái tình trạng, một cái sự cố này thì chúng ta thực hiện là phun cho cây nó rất là nhanh, kịp thời. Chứ không phải rằng đến lúc bị chúng ta bắt đầu chúng ta tìm, chúng ta thực hiện là mà làm điều đấy muộn thì cây nó đôi khi nó đã ở cái trạng thái nó nặng rồi thì nó khó xử lý hơn. Thì trong video này em đã chia sẻ một cái nội dung không mới, tuy nhiên rất là quan trọng đối với anh em chơi lan thời điểm này. Đó là lúc mà chúng ta thấy giá lan rẻ và chúng ta mua rất nhiều những cái cây lan dạng trồng công nghiệp ở một số những cái vườn người ta bán, thường là chạy quảng cáo, người ta bán số lượng rất là nhiều, đa phần là trồng công nghiệp. Và khi chúng ta trồng thì mua về trồng thấy rằng cây không phát triển được, nó xấu đi và có thể dẫn đến tình trạng là bị hư hỏng. Thì lúc đấy chúng ta hiểu rằng cái nguyên nhân nó cây là bị sốc và chúng ta có cái giải pháp đó là sử dụng B12 các bác nhé. Rồi em xin tạm dừng video ở đây. Em chúc tất cả các bác thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Hẹn các bác ở video sau.